Chào các chị, chào các bạn. Hôm nay em làm cái clip hướng dẫn mọi người thêu tranh chỉ lụa. Đây, trên tay em đang cầm là chỉ lụa. Dạ, rất là bóng, mượt. Em đang thêu mẫu này, mẫu mới nhất bên em. Hồng hạt. Tranh chỉ lụa cũng như chỉ thường các chị, bây giờ mình thêu vẫn thêu là thêu chỉ ba. Em có ba cái mẹo nhỏ này để các hướng dẫn các chị thêu cho nó dễ. Em vẫn thêu là chỉ ba. Cái đầu tiên là kim thêu, em sử dụng kim đức, nó nhỏ hơn cây kim mà người ta cho thêu tranh có chút chiếu à, nó size 26. Đây, cái đầu và cái đuôi của kim không có nhọn, không có bị đâm vào tay. Với lại nó khi mà cái đuôi kim, cái lỗ nó nhỏ thì nó sẽ giữ được cái sợi chỉ, nó ít bị bồng hơn. Bây giờ em thêu cái này màu xanh của số 19 trước. Khi giấu chỉ em cũng giấu chỉ ở dưới ba nang chỉ. Khóa lại một nang đầu, khóa chỉ lại nang đầu. Em đang thêu là sắt trước hoàng sau. Mọi người nhìn cách em đi chỉ nha. Đây là cái mẹo thứ hai để mình thêu nó dễ. Cái mẹo này là em sẽ kéo chỉ ngược hướng với đâm kim. Tức là khi em đang đâm kim như thế này, từ bên phải qua bên trái, kim kéo chỉ lên thì em sẽ kéo ngược như thế này. Kéo ngược hướng lại. Dạ đây. Chỉ nó sẽ nằm xuống. Các chị nhớ nha, các chị kéo ngược hướng với mình đâm kim, dù các chị thêu mũi nào cũng vậy thôi. Kéo ngược hướng, chỉ lụa là phải kéo ngược hướng nó mới nằm ngược hướng với lúc mình đâm kim. Đây là mẹo thứ hai. Rồi, mẹo thứ ba để cho bị không thiếu chỉ. Lúc em mới kéo chỉ được một đoạn, ví dụ đây là chỉ nó sẽ bắt đầu tưa ở cái phần đuôi, nó bắt đầu tưa như thế này, các chị không cắt chỉ bỏ, không cắt bỏ. Nếu các chị cắt bỏ thì những cái chỗ tiếp theo nó sẽ tưa, những mũi tiếp theo khi mình thêu á nó sẽ tiếp tục tưa như thế này nữa và phải cắt bỏ. Thêu không được bao nhiêu ô thì đã hết hết chỉ do mình cắt bỏ. Cho nên các chị không cắt bỏ cái phần bị tưa. Các chị cứ giữ vậy cho em. Để khi hết kim, các chị bỏ cái chỉ tưa đó ít lại. Nó sẽ ít lại thì mình sẽ không bị thiếu chỉ nhiều. Cái hãng tranh mới này mới đổi qua, cái màu in nó rất là rõ luôn mọi người. Rất là rõ luôn. Cái màu có chút chiếu là 34 màu chỉ. Các chị nhớ lưu ý giùm em nha. Có ba cái mẹo nhỏ, thứ nhất là kim thiêu, thứ hai là cách là hướng kéo sợi chỉ, cái thứ ba là các chị
không cắt bỏ phần thưa chị. Cái chị tập thử đi. Ví dụ như nó đem bị xoắn chỉ như của em vậy nè, cái chị đưa chị kim thẳng lên, một tay cầm cọng chỉ, một tay vuốt vuốt kim cho cái chỗ này nó bung chỉ ra cho nó đẹp chỉ lại. Đây, sợi chỉ nó thẳng như thế này. Nếu các chị cần hỗ trợ thêm cứ nhắn cho em. Đây là em theo cầm giải không chứ không có dùng khung nha mọi người, em không có dùng khung. Theo khung còn dễ hơn là theo cầm tay nữa. Theo khung dễ hơn nữa. Mọi người làm thử đi, các chị làm thử đi. Chúc các chị làm thành công.